Quá nguy hiểm rồi. Lớn cho con để đánh tốc độ luôn. Lớn nó đánh đi à. Đây. Đau chân quá. Để chưa đến tốc độ đó. Năm nay. Anh nhìn nhìn rồi, năm ok. Xin chào các bạn nha. Vô bài like trước đi nói chuyện tiếp. Hôm nay chơi để coi coi mình được tới cái level phù mấy rồi. Mấy rồi. Chưa có để ý nữa, để coi giờ nó chạy thế nào. Ô, nó vừa 23 các bạn ơi. Ok. Ok. Đấy, zombie khổng lồ kìa Phúc ơi. Nó có con zombie khổng lồ kìa, thấy không? Ờ. Rồi, ok, play thôi, let's go. Đó. Sao cái game này? Hôm nay có zombie khổng lồ xuất hiện nữa rồi. Nhưng mà có con zombie chạy sốt không? Zombie gì? Zombie hạ sốt á. Zombie hạ sốt hả? Ừ. Hạ sốt là zombie gì ta? Cái đầu nó bự quá. À vậy hả? Ừ. Zombie đó là zombie bộ não đó, zombie whip đó, chứ không phải zombie hạ sốt đâu. Zombie bộ não hả? Đúng rồi. Zombie gì? Đó là zombie á, zombie bộ não là zombie đại ca đó, chứ không phải zombie đàn em đâu nha. Zombie gì? Zombie whip đó, tí hơi bị lớn rồi kìa. Tí hơi bị lớn rồi kìa, ngồi giải quyết tí rồi. Âm thanh hơi bị lớn rồi kìa. Âm thanh quá lớn rồi đó. Âm thanh hơi bị lớn. Ây da, có một con zombie đang đi cái đường hướng dương chưa có vị trí các bạn ơi, đặt thêm một cái đầu cho nó nha. Ây da, thú hồn mà. Ây. Ồ, ai vậy? Yeah. Ok các bạn ơi. Nói chung cái con zombie đang ăn xương mà nó dục cục xương luôn, biết rồi đó. Bắn nó mà nó dục cục xương luôn là hiểu rồi đó. Sao mà đây chết đó, tới ổ luôn rồi kìa. Tới ổ luôn. Ôi nó đi đâu mà mạnh thế. Mạnh thế nha. 1 2 3. Hai ba. Chết, zombie nó đang đi tới kìa. Để ba tiêu diệt nó. Từ từ đi Phúc ơi. Nãy giờ chưa thấy cái vũ khí chiếc lá nào nha. Cho cái vũ khí chiếc lá như này bắn mấy con này cho nó te tu hết luôn. Ê con nghĩ chết mẹ. Ok. Con này cũng xém chết rồi nè. Mình phải tiêu diệt nó hết luôn. Tiêu diệt nó hết. Vậy mình muốn biết chứ. Trời, cái con này nó đến nó đi đi ăn xương mà nó nhả xương rồi. Nhả xương, nhai xương nữa luôn. Nhai xương hả? À. Ông nhung. Cái cầu trò thôi mình thúi. Để Phúc phải ăn gần mỗi gà mới được nha. Nhưng mà hồi nãy Phúc đang đánh gân rồi. Không được ăn kẹo nha, để xuống gân nha không. Nhưng mà Phúc đang đánh gân bằng cái bình chảy này nè. Rồi ok, đi bỏ ra thấy rồi. Bình chảy đẹp dưới tệ. Bình chảy này. Bình chảy ở đâu ra vậy? À, nhưng mà ba đi mua bình chảy rồi có cái bình chảy bự rồi có cái bình chảy nhỏ. Rồi vậy thôi. Yeah. Yeah. Zombie bắn tốc độ cho mấy con này chắc hết chân rồi. Dễ nó này dây dưa nó vô nhà mình là xong khi nhà mình luôn. Đấm nó luôn. Yeah. Chết bà rồi. Zombie khổng lồ xuất hiện rồi kìa. Bắn nó thấy bà nó luôn. Bắn vậy mà chưa trúng kính đó các bạn ơi. Thật là nguy hiểm các bạn ơi. Yeah, cuối cùng mới chết rồi các bạn ơi. Cứu hồn của Nguyên biết không? Trời trời trời. Nhưng mà hôm trước á mình bị thua á các bạn. Bị thua nhưng mà tại vì mình chưa có đầy đủ vũ khí thôi. Nhưng mà chị bữa nay muốn thua cũng hơi bị khó à. Nói chung cái level này chỉ còn một cái zombie đó là mình sẽ qua cái level nha các bạn. Ê, cổ đập. Ủa cái gì? Cổ Ai Cập cổ đại. Ai Cập. Ok. Hay hấu đập nha. Hay
Ê, cái hình kìa, có cái hình đầu kìa là mình được nhận quà đó Phú ơi. Ok, mình được nhận quà rồi. Đáp thôi, được nhận cái bông hoa hướng dương. Thêm một cái nữa coi, thêm một cái cây phá hủy bi bộ, gian ba luôn. Rồi tiếp tục thôi nào. đốt gì Tiếp tục cái bàn mới đó hử. đốt đục của mình mới đó hử Còn thì điều Đi vô. vô Yeah, có con zombie ấy kìa. chạy bỏ nó không Chết có rồi. đi vô Quả hướng dương nó không có cho mình quả hướng dương. Mình phải là người chọn vũ khí thật là tối tàn mới có thể chiến thắng nó được. nhưng mà bơi ba nhưng mà bỏ nó không Đây có nhưng mà bỏ nó không có zombie không gồ đúng rồi. còn zombie bộ não Ây da, ba đi đặt gỗ rồi khoan khoan nha. khoan để mà đặt hết đi, đợi chút Nhưng xíu. mà Phúc đi đặt Rồi đây nè, đặt đậu tao nè, đậu nè, Phúc đặt tao đây mà đặt cho chút Phúc đi xíu. đặt Không đặt đi nè, không đặt kế đây lúc đây nãy hả đây đây đây, đặt đây nè, nè chết xíu xuống xíu. Đó, à, đúng rồi, đây cái nữa nè. Rồi, đúng rồi, được rồi, được rồi, để cho ba. Đợi Phúc để Rồi, tao nét phải gốc các bạn ơi. Nó cắt gì? Nét gốc tức là nét dâu đó. Để cho mấy con này nó Ở bắn đây mấy mình cái đi bìa bộ. tắm đây nè. Thêm một con đây cho nó. Mấy con này nó đi hơi bị chậm đó. Cho tới chọn lộ một các bạn nè, cho nó đóng băng được chơi. Đây. Bắp cải tới. Còn 650 vàng thì mình mua cái gì cho nó xứng đáng luôn. Thêm hai cái bắp cải nữa. Lụm vàng thôi. Yeah, quá nguy hiểm rồi. Nếu cho con để đánh tốc độ luôn. Đau chân Nó chưa đến tốc độ đó. Tao đau chân quá. Cho con này thêm một cái tốc độ nữa coi. Lụm hai con này luôn. Nói chung cái bàn này là có sẵn, mình chỉ chọn ra thôi. Chết rồi, con zombie này nó quá nguy hiểm. Cho nó thêm một bàn tốc độ coi. Wow, ba con zombie đi gà kìa quý vị. Ba con zombie, zombie set up đó. Có khi cái quan tài nó đi luôn đó không Phúc theo. He he, sát nó luôn. Dễ thì được. Rồi có hai nhát cho đóng băng hết luôn. Ở quấn đang bấm bấm lá mà ba đánh rồi. Cái rồi biết đánh nè. Cho nó một đèn. Giờ này có người nhắc rồi các bạn ơi, ai nhắc đây không biết. Vũ đi nhậu hay là gì đây? Nhiều nhiều hay cho sức khỏe cho nên nhiều ít thôi. Lấm thêm con này nữa cái nữa coi. Lấm con này luôn. Ok, như vậy mình đã chiến thắng hoàn toàn rồi các bạn ơi. Được hưởng qua hướng dương hai đầu luôn. Hai đầu này luôn. Oh yeah. Nói chung cái video của mình cũng khá là dài các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Bạn nào chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp mình nha. Ok, bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Đi bấm vô.